Xin chào, hôm nay chị giới thiệu một sổ tay hình dáng mini mới rất là dễ thương. Giới thiệu về các nàng công chúa Chibi với những cái tấm hình dáng sticker quần áo và phụ kiện xinh ớ là xinh luôn. Đây là các nàng Chibi của chúng ta nè. Búp bê Chibi sở hữu một cái đầu khá là bự và đôi mắt to tròn. Mỗi tập hình dáng như thế này đều có những bộ quần áo xinh xinh, có giày và phụ kiện nữa nha. Đến với nàng búp bê đầu tiên thì sẽ là một bộ váy tiểu thư. Wow! Cài thêm một băng đô ở trên cho nàng búp bê trở nên dễ thương hơn nhé. Và bây giờ nàng số 2. Nàng ấy có một mái tóc màu nâu đẹp nhỉ. Và nàng ấy sẽ mặc một bộ trang phục với phong cách rất là lịch lãm nè. Còn nàng búp bê số 3 thì sao? Mái tóc màu hồng thật là yểu điệu phải không? Chính vì thế, chị cho nàng ấy mặc một chiếc váy tiểu thư và một đôi giày cũng vậy, có cài nơ nha. Tất cả đều màu hồng. Cuối cùng là một chiếc cài tóc hình tai mèo. Xinh quá! Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mặc cho nàng búp bê này một chiếc áo hot tea kèm với chân váy và đôi giày màu ghi nữa nhé. Trông thật là khỏe khoắn phải không nào? Đừng quên tô điểm cho mái tóc của nàng ấy bằng một chiếc mũ len nha. Wow, chiếc váy đầm màu vàng khá là hợp với nàng ấy phải không nè. Còn bây giờ thì sẽ là một bộ trang phục thật là đơn giản để cho búp bê đi dạo nhé. Đừng quên đi dạo thì phải đội thêm mũ ở trên đầu nữa nha. Tiếp theo đây, nàng búp bê sở hữu gương mặt rất là khả ái và nàng ấy mặc một chiếc váy hình chú gấu siêu cute, thêm một đôi giày cũng là hình gấu luôn nha. Cuối cùng là một cài tóc hình gấu. Tiếp theo chúng ta có bộ trang phục caro nhé. Caro màu nâu rất là hợp với mái tóc của búp bê luôn nè. Và kèm theo đó là một đôi giày cùng họa tiết với chiếc váy luôn nha. Còn bây giờ thì hãy đến với một cô nàng búp bê Chibi có phong cách rất là năng động. Mặc một chiếc váy thun có hình chữ H và đội nón len. Còn bây giờ, wow, cô nàng này rất là mạnh mẽ nhé. Một chiếc quần sọt màu ghi, đôi giày màu ghi, phối với áo màu trắng, có viền lông ở cổ. Cuối cùng, chúng ta có một bộ trang phục mang phong cách rất là dễ thương. Và búp bê đang cầm trên tay một em gấu. Điểm thêm một chiếc nón xinh xinh nè. Vậy là chị đã chơi xong bộ trang phục ngày hôm nay dành cho các nàng búp bê xinh đẹp rồi. Cùng nhìn ngắm lại và hãy bình chọn ra xem là nàng búp bê Chibi nào hôm nay có bộ trang phục đẹp nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong lần sau nha.